Hello và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Clip này thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái bản menu hack full chức năng tiếng Việt và full chức năng tiếng Anh luôn nha các bạn. Hai thứ đều gộp lại trong một phiên bản rất là ok luôn nha. Các bạn nào sử dụng quen bản tiếng Anh rồi, các bạn muốn sử dụng bản tiếng Anh thì các bạn ấn vào Min Gaming English. Còn các bạn nào mà muốn sử dụng bản tiếng Việt thì các bạn ấn vào bản Min Gaming tiếng Việt nha các bạn. Sau đó các bạn đợi một lúc nó sẽ hiện lên menu nha. Đây, thì cái bản này mấy hôm trước mình có mang đến cho các bạn rồi nhưng mà mấy hôm trước nó bị sập. Cái bản này nó bị sập rồi các bạn, nên là các bạn không sử dụng được. Nói chung là mình vừa mới đăng được khoảng đâu đó khoảng tầm 20 phút, 30 phút đấy nó sập luôn. Đấy, còn bây giờ là ok rồi nha các bạn. Các bạn sử dụng ok rồi nha. Đấy, rất là xin lỗi các bạn về cái clip đấy, nhưng mà clip đấy thì mình lại mang cho các bạn một cái bản tiếng Việt khác rồi. Ok, thì clip này thì mình sẽ review lại cái bản này nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi farm bon để test cho các bạn xem bản này auto farm nhanh mượt không nha. Đây có elite này các bạn này, mình sấn vào tự động đánh bốt biển này. Bản này thì menu cũng rất là mượt nha các bạn. Đây menu và tắt này. Rất là mượt luôn này. Rất là ok luôn. Các bạn có sử dụng là các bạn biết farm cũng rất là nhanh và mượt. Còn về cách hướng dẫn cho các bạn cách mà cài đặt hack các bạn thì các bạn xuống phần mô tả nha. Mình hướng dẫn rất là chi tiết cho các bạn rồi. Hướng dẫn cách cài đặt bản Fluxu quốc tế này, bản Delta quốc tế này, bản Fluxu Fluxu VNG đúng không? Bản Fluxu VNG với cả bản Delta VNG hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết rồi. Các bạn xuống phần mô tả có hết. À, cái bản này các bạn lưu ý là khi mà đánh bốt biển bản này ấy, là nó sẽ không tự động nhận luôn nhiệm vụ mà nó sẽ di chuyển đến chỗ này nó nhận nhiệm vụ này. Đấy, nó nhận nhiệm vụ ở chỗ ông NPC này, sau đó bắt đầu nó mới đi farm. Đó. Sẽ mất thời gian một chút nhưng mà các bạn từ từ. Có bài bát TB không nhỉ? Đây dịch chuyển bài bát này, mình sẽ bật lên cho nó bài bát đến nơi cho nó nhanh. Đấy, cho nó bay đến nơi nhanh. Nhưng mà thi thoảng nó sẽ bị lỗ một chút nha các bạn. À đây được rồi. Thi thoảng nó sẽ bị lỗ một chút nha. Rồi, farm nhanh mượt lắm nha các bạn. Quái tụt máu thì cũng rằng rớt áo choàng thợ săn đổ. À cái này mình có rồi. Đấy, nó bay bát rất là ok luôn. Mình sẽ tắt đi nha các bạn, mình bật cái xương nha. Cái xương thì có no quest, quest và mastery fruit. Mastery fruit là nó sẽ sử dụng trái quỷ để nó farm xương nha các bạn. Ok, mình sẽ bật xong farm xương rồi mình test cho các bạn xem nha. Quái các bạn thấy không? Gom rất là nhiều luôn. Bản này farm mượt lắm nha các bạn. Ok, bản này farm không... Nếu mà các bạn đã sử dụng quen cái bản mà mình mang đến cho các bạn, cái bản mà farm nhanh mượt như cái bản mất phí các bạn, thì các bạn sử dụng bản này các bạn thấy nó sẽ farm chậm đi nha các bạn. Bởi vì cái bản đấy, cái phát attack của bản đấy nó rất là ngon luôn đấy các bạn. Nó như bản mất phí luôn. Đấy thì mình nói chung là mình ngại xin các bạn đấy cái phát attack lắm. Với cả tại bạn ấy cũng mất rất là nhiều thời gian bạn làm ra phát attack của cái bản đấy các bạn. Nên là chắc là mình ngại mình không xin đấy chứ. Chứ không, nếu mà mình xin phát attack của bản đấy mình lắp vào cái bản này này, lắp vào bản minh của mình bản này thì nó sẽ farm nhanh y hệt như bản đấy luôn. Nhưng mà mình ngại xin lắm. Với cả mình không biết là xin bạn ấy có cho không nên là mình cũng không rõ các bạn ạ. Nên là thôi mình không xin. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là bạn ấy không cho đâu. Tại bạn ấy mất rất là nhiều thời gian bạn làm ra cái phát attack ngon như vậy. Giờ xin bạn xin thì nó cũng ít ra phải cho bạn cái gì đấy. May ra bạn còn cho. Với cả nó cũng gặp một vài vấn đề nữa nên là cũng hơi khó các bạn. Ok thôi bỏ qua nha. Nói chung là farm cũng rất là ok nha. Cũng rất là nhanh và mượt rồi. Như vậy cũng gọi là nhanh mượt rồi. Không cần phải nghĩ rồi nha các bạn. Ok. Sợ nhanh mà như... Nhanh mượt như những cái bản, có một số bản ấy cũng nhanh mượt nhưng mà nhanh quá lại bị kích. Nhưng mà riêng cái bản nào mà free ngon như bản mất phí thì nhanh không bị kích đâu nha các bạn. Ok, mình sẽ kéo xuống mình test khác. Có auto farm dương này. Auto farm dương là loại dịch chuyển này các bạn. Và auto farm dương là loại bay. Loại dịch chuyển này nó sẽ bay bát. Còn các bạn có thể ấn vào cái dừng khi có item các bạn kìa. Là khi mà nhặt được cây dâu đen ở trái thánh thì nó sẽ tự động dừng lại nha các bạn. Bản này farm dương cũng rất là ngon nha. Các bạn có thể là sử dụng để farm dương hoặc là farm cây dâu đen ở chiến thánh đều rất là ok. Đây này, từ khi có item này, tất cả những cái chức năng nào bật lên thì nó sẽ hiện chữ màu trắng nha các bạn. Còn những chức năng nào tắt đi thì nó sẽ chữ màu xám hoặc là chữ màu trắng nhạt nhạt. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ tắt chặt dương loại dịch chuyển đi nha các bạn. Test vậy thôi nha. Đấy, tắt cái là nó sẽ dừng lại luôn. Farm rất là ngon. Farm category đây, mình sẽ đi farm category cho các bạn xem nha. Cái clip đấy mình cũng test nhiều cho các bạn xem rồi nên là chắc là clip này test có qua đâu. Hoặc là có nhiều bạn vẫn chưa biết đến nên là clip này mình test lại. Đấy,
Đấy, bài bát thì thi thoảng bị lỗi nha các bạn. Đây, ví dụ như này bị lỗi thì các bạn có thể là đâu nhỉ? Vào này phần chung này. Từ từ, khi nào mà nó bài bát bị lỗi cái là các bạn tắt auto farm đi. Hoặc là tắt bài bát TB đi. Từ nó lại không bài bát nữa rồi. Đấy, thi thoảng nó bị lỗi nha các bạn. Đây, các bạn tắt bài bát TB đi nha. Khi nó bị lỗi như vậy các bạn tắt bài bát TB đi đấy. Vậy là đến nơi rồi các bạn này. Ok. Đấy, bản này thì farm nhanh mượt cơ bản như cái những bản bình thường thôi. Đó, gom quái thì rất là ok nha. Bản này gom quái ok rồi, cơ bản luôn rồi. Gom cứ tầm 4-5 con quái đến 7 con quái. Ok, mình sẽ tắt đi nha các bạn, nói chung là farm ngon rồi. Bây giờ đây còn auto đảo biển này, auto đảo Kitsune này. Đấy, gần như là việt sắp cho các bạn rất là chi tiết, rất là dễ hiểu rồi. Phật sư kiên biển đây. Farm đây cho skill, những cái skill này bật hết lên rồi nha các bạn. Đó, bên đây có auto tero sát các kiểu đầy đủ lên. Đấy, tăng tốc đá, tăng tốc độ với đi xuyên đá các kiểu đây. Phần phần người chơi đây có phần tộc V4 nha các bạn. Đấy, dịch chuyển đến cây có kim player các thứ, nhưng mà kim player không được ok đâu. Bản free thì ít có bản kim player ngon lắm. Ok, mình vào phần ESP các nhỉ. Tập kích này. Xem ESP nằm ở đâu mình quên mất rồi, chắc là nằm phần linh tinh à. Ờ đúng rồi, phần linh tinh. ESP trái này. Mình sẽ bật ESP trái lên rồi, không có trái gì rồi. Mình sẽ vào phần tập kích để mình đi ride thử nha các bạn. Ride line đi. Chạy xa xa một tí, nó đứng gần nó đấm quái. Này các bạn này, nó có auto click này. Các bạn ví dụ các bạn bỏ chưa đấm ra thì nó hết auto click nha các bạn. Các bạn bật chưa đấm lên là nó auto nó đấm luôn. Từ mình xem phần xem lại phần phần chung xem nó có cái tắt auto click không. Xóa thông báo các thứ bật hết lên này. Các bạn muốn muốn mượt hơn thì các bạn bật lên nhá. À không có. Các em phải là mình đi ride nhá. Ride ánh sáng đi. Mình sấn vào mua chip bắt đầu ride với qua đảo. Đó, chỉ cần một click là các bạn có thể auto ride luôn. Rất là phù hợp cho những cái bạn nào các bạn mới tập hack. Đây này, mua chip bắt đầu ride giết quái qua đảo đấy, tự động hết luôn. Nó có tự động thức tỉnh không nhỉ? Tại cái chữ đây đến đây là hết rồi nên mình không rõ là nó có tự động thức tỉnh hay không nữa. Ok, đi ride thì không hề bị lỗi gì đâu nha các bạn, ngon lành nha. Còn các bạn không thì các bạn có thể luôn cứ thêm cái tự động thức tỉnh bên dưới đây cũng được, cho nó lấy luôn. Đây, tự động bỏ trái cây này các bạn này, có nghĩa là nó sẽ tự động bỏ trái cây, sau đó nó sẽ đổi lấy chip ride các bạn. Giá của trái quỷ đây, hiện tại giá đang là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 triệu belly. Có nghĩa là nó sẽ lấy những cái trái quỷ dưới 1 triệu belly, sau đó nó sẽ đổi lấy chip để nó auto ride. Còn các bạn nào muốn từ từ hình như cô mình không biết là có chỉnh được không nhỉ? À, không chỉnh được. Ok, cái này không chỉnh được nha, cái này mặc định rồi. Ok đấy, low ride cái thứ đầy đủ cho các bạn. Phần vật phẩm đầy đủ, nói chung là rất là ngon. Full trang tiếng Việt cho các bạn luôn. Ok, link mình để bên dưới phần mô tả phần lợi cho các bạn trải nghiệm nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mình nha. Bye bye và hẹn lại các bạn cho các video tiếp theo nha. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để có thể là tiếp tục ủng hộ mình, chia sẻ script, chia sẻ về hack rồi blog lên trên kênh nữa nha các bạn. Bye bye các bạn.